Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Vườn Tường Xanh Channel. Mình là Lộc đây, hôm nay mình sẽ tạm gần công việc thường ngày qua một bên để tận hưởng kỳ đi chơi của mình. Và mình cảm thấy rất là vui và hôm nay mình đang chọn tới đó là Côn Đảo. Và Côn Đảo mình được biết đến rất là nhiều, nhưng mà hôm nay mình mới là lần đầu tiên đi đến tới đây. Các bạn cùng theo dõi chuyến đi của mình nhé, bắt đầu thôi nào. Và mình thì bắt đầu đang xếp hàng để lên trên tàu. Sau 2 tiếng trên tàu thì bây giờ mình đã tới Côn Đảo rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ về phòng nghỉ ngơi một xíu. Và chiều nay mình sẽ bắt đầu chuyến đi chơi của mình. Rất là Côn Đảo, quá đẹp. Biển rất xanh luôn các bạn ơi. Và đây là phòng khách sạn mình sẽ ở trong thời gian ở Côn Đảo ở đây. Do mình rất yêu cây xanh nên mình chọn một căn phòng có thật nhiều cây xanh. Và hai bên của cái cửa ra ban công của mình là có cây sử quân tử, rất là đẹp luôn các bạn. Đây, hai bên đều có hai cây sử quân tử. Và đi ra đây, trước mặt mình đây là cây phi hổ hay được gọi là cây tuyết sơn. Thực lực ở đây cũng có một cây các bạn. Cây này ra bông rất là đẹp luôn á, bông màu hồng rất là đẹp luôn các bạn. Đây là bạn Điên Thanh. Đây là cây chắc bắt diệp. Đây là cây vàng các bạn. Cây vàng này là nổi tiếng quen thuộc với người dân ở Côn Đảo ở đây luôn á. Đây, đây là hàng cây tuyết sơn hoặc là gọi là cây phi hổ đấy các bạn. Một hàng cây phi hổ luôn. Và đặc biệt hơn nữa là cái khách sạn này mình ở là gần ngay chợ Côn Đảo luôn. Chợ Côn Đảo nằm bên kia đường. Là mỗi lần mình đói hay là buổi tối mình muốn mua hải sản ăn gì thì mình chỉ cần việc chạy qua đó thôi là mình có thể mua được những hải sản ngon. Đang còn tươi luôn. Không, chợ ngay kế bên luôn. Hi, xin chào các bạn. Sau buổi trường nghỉ ngơi và đi ăn uống xong, bây giờ là mình đã có năng lượng rồi. Bây giờ mình sẽ đi tham quan nơi đầu tiên, đó chính là Bảo tàng Côn Đảo. Các bạn cùng theo mình nhé. Đây Bảo tàng Côn Đảo sau lưng mình nè, để mình quay lại và mình sẽ đi vào tham quan. Ok. Đây là cái vé để vào cổng bảo tàng của mình. Là hồi mình mua gồm vé vào cổng bảo tàng và vé vào trong nhà tù Côn Đảo luôn. Mình mua cả hai vé để có thuyết minh. Này, đây là Bảo tàng Côn Đảo. Giờ các bạn vào đây thôi. Ồ, có mấy chị đang chụp ảnh rất là đẹp các bạn ạ. Ok, mình đi vào thôi. Ok, mình cũng ra đi tham quan nhé. Tiếp theo mình sẽ qua trại giam Côn Đảo và trại giam đầu tiên mình ghé tới là trại giam Phú Tường.
Điểm tiếp theo mình tham quan đó là trại Phú Bình. Đây là trại giam chuồng cọp kiểu Mỹ, còn tàn bạo hơn cái trại giam vừa rồi luôn đó các bạn. Ồ các bạn, và đây là cây bàng nè các bạn. Cây bàng có tuổi thọ chắc phải trên 100 năm do thời Pháp trồng ngày xưa đó các bạn. Mình đang quay cây bàng đây, gốc rất là bự. Đây các bạn nhìn đây, cây đây là cây bàng đó nha. Đây là một trong những cây di sản nổi tiếng và đặc trưng ở Côn Đảo. Rễ rất to bự, chắc phải 2-3 người ôm mới hết được các bạn. Đây là lá bàng đó các bạn. Và bàng này có cái hạt bên trong á, mình đập ra có cái lõi rất là ngon. Mình đang sẽ đi tìm mua để ăn đấy các bạn. Đây là cây bàng. Cây bàng được trồng trong trại giam Phú Bình. Và điểm đến tiếp theo trong mình vào buổi chiều ngày hôm nay đó là miếu Bà Phi Yến. Mình đang có mặt ở miếu và giờ mình sẽ vào trong thắp nhang. Và địa điểm tiếp theo mình ghé tới đó chính là di tích nhà Chúa Đảo. Ok, vào trong thôi các bạn. Còn đây là di tích Sở Cò nè các bạn. Trong này là tưởng niệm cô Võ Thị Sáu trong đây luôn. Sở Cò trong này. Mọi người bây giờ là tụi mình đang ở trên chiếc xe điện. Đây là cái phương tiện rất là phổ biến ở Côn Đảo, mà khi mà du khách người ta ra Côn Đảo thì người ta thích di chuyển bằng xe điện hơn. Thì thứ nhất là vì nó có giá rẻ hơn taxi, thứ hai nữa là đi xe điện thì nó mát mẻ, có thể nhìn khung cảnh xung quanh được rất là nhiều. Và bây giờ tụi mình đang đến nghĩa trang Hàng Dương. Đây mọi người thấy hôm 87 rất là đông, và hôm nay thì nghĩa trang Hàng Dương có quy định là mở cửa từ sáng cho đến 10 giờ tối. Mình có chắc cũng đi sớm, hiện bây giờ rất là đông, vừa thấy mọi người xe rất là đông luôn. Đây là những cái bộ đồ lễ đây mình đã chuẩn bị. Hôm nay khách đồ cúng sẽ đi vào một nhà nổi tiếng. Xin chào buổi sáng các bạn. Mình hôm nay mình đang dậy sớm để đi ra biển, để tắm biển. Và mình đang đi trên tuyến đường Lê Duẩn. Và trên tuyến đường này là rất là đẹp. Có rất nhiều là cây bàng di sản rất là bự. Gọi là những cây cổ thụ luôn các bạn. Được trồng cách đây chắc khoảng hơn 100 năm đó. Giờ để mình quay cho các bạn xem nhé. Đây các bạn thấy không ạ? Gốc cây bàng rất là to, rất là bự. Và nó nổi những cái u lên rất là đẹp các bạn. Cái bộ rễ của nó rất là đẹp. Cây này chắc còn to hơn cái cây hôm qua mình xem ở bên nhà tù luôn đó. Gốc cây bàng rất là bự luôn các bạn. Cây bàng rất là bự. Đây có tên cây bàng, cây di sản của Việt Nam. Mình đang đặt chân ở Côn Đảo, rất quen thuộc người dân Côn Đảo ở đây. Gốc cây bàng rất là bự các bạn. Bộ rễ đang ăn hết rồi, bị hẹn luôn. Đây lại thêm một cây bàng nữa. Cây bàng rất là to bự. Trên tuyến đường Lê Duẩn. Chưa các bạn.
nha, mình đã tới biển rồi các bạn. Biển buổi sáng rất là đẹp. Trời ơi, quá trời người. Cũng ở đây ngắm biển, tắm biển giống mình luôn. Có nhiều bạn dậy sớm hơn cả mình nữa các bạn ạ. Mọi người đang tắm biển nè. Đây, mình đã ra tới bãi biển rồi các bạn. Nước trong đây rất là trong xanh và đẹp, mọi người đi tắm rất là đông các bạn. Bây giờ mình xuống tắm biển nha các bạn. Quá đã luôn các bạn, nước ở đây rất là tuyệt vời luôn. Mát, trong và xanh nữa. Cảm giác thật là Yomos. Và mình vừa mới tắm biển xong. Quá đã luôn các bạn. Và tới đây mình xin phép được kết thúc clip. Để mình đi về phòng và để sửa soạn và chuẩn bị hành lý về lại Sài Gòn tiếp tục công việc thường ngày. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, nhớ like, share cho mình một cái nhé. Và nhớ đừng quên subscribe kênh Vườn Tường Xanh và bấm cái chuông để mình ra thêm nhiều video clip mới cho các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.